À, xin chào các bạn hôm nay thì uh, cái clip này mình sẽ uh, nói tiếp về uh, năng lượng uh, trong thiền định nói tiếp cái uh, cái clip vừa rồi thì uh, mình biết là cái lượng kiến thức vừa rồi thì nó cũng hơi mới mà hơi nhiều nhưng mà cũng hy vọng là uh, các bạn có thể uh, tiếp thu được phần nào thì hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn giải sâu hơn để mong các bạn có cái nhìn rõ hơn về cái các cái thể năng lượng ở bên trong cơ thể chúng ta vậy thì các bạn nhớ lại cái hình cái hình của hôm trước thì mình nhắc lại một chút cho các bạn nhớ lại hoặc là cho mấy cái bạn mới sau khi coi clip này thì có thể quay coi lại cái clip kia à, rõ hơn thì mình nhắc lại ha thì à, trong vũ trụ nó có cái nguồn nguyên năng ban đầu à, mình tạm gọi nó với cái tên là sự sáng hay là thể sáng từ sự sáng này nó sinh hóa ra điện từ điện này nó sinh hóa ra thể khí và từ thể khí này nó sinh hóa ra thể thủy thì có một cái đặc điểm quan trọng mọi người cần nhớ á, là sự sự sáng khi nó sinh ra điện thì nó tiềm ẩn ở bên trong điện và tiếp tục khi điện nó sinh ra khí thì bên trong khí tiềm ẩn điện và sự sáng ở bên trong tức là cái thằng được sinh sau nó tiềm ẩn hai cái thằng sinh ra những cái thể sinh ra nó ở phía trên tiếp tục khí sinh ra thủy thì bên trong thủy có tiềm ẩn khí điện và sự sáng thì ngày hôm nay cái clip này mình sẽ bắt đầu phân tích uh, hai cái thể à, năng lượng hậu thiên đó là à, khí và thủy à, để các bạn hiểu sâu hơn à, bên trong cái nhục thân của mình à, các cái thể này nó vận hành và nó liên quan như thế nào đến cơ thể của chúng ta ha à, các bạn hiểu cái này rồi á sau này các bạn mới biết được là mục đích á, cái thiền định như thế nào rồi các cái pháp thiền từ đó đó bên giờ bên ngoài bây giờ nhiều pháp thiền lắm À, mình không có dám à, so sánh hay nói cái pháp thiền nào hết trơn á mà chỉ mong là chia sẻ cái kiến thức này sau đó các bạn tự á, ai luyện cái thiền pháp môn nào các bạn tự đối chiếu lại cái cái hệ kiến thức này á, các bạn sẽ biết được là cái phương pháp các bạn đang học á, nó nó giúp ích cho cái phần nào và nó dẫn các bạn đi tới đâu thì nó nó tùy theo cái sự nhận thức của bạn ha cho nên mình mong muốn các bạn dù ở bất kỳ pháp môn nào bất kỳ um, Tôn giáo nào, à, nếu các bạn mở lòng ra, các bạn đón nhận cái kiến thức mới của cái vị thầy đắc đạo này á, thì mình tin là các bạn sẽ có câu trả lời cho cái 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 pháp môn hay cái pháp thiền mà các bạn đang hành. Và từ đó các bạn có cái sự lựa chọn thôi. Nha, à, mình chỉ là người cung cấp thông tin, coi như thêm vậy thôi. Nha. Ừ. Rồi, vậy thì bắt đầu mình đi vào cái thể đầu tiên là thể huyết. À, thì như các bạn biết á, cái thể huyết này á, cái thể à, trong người mình gọi là máu hay huyết bên ngoài thì gọi là thể thủy đó thì bên trong người mình gọi là máu hay là huyết thì chúng ta biết cái cơ thể chúng ta là à, phần lớn là à, tất cả đúng không à, máu nó lưu chuyển ở trong khắp cơ thể chúng ta nhờ tim nó co bóp nhờ tim nó co bóp thì nó đẩy máu đi khắp cái cơ thể chúng ta nó cung cấp dinh dưỡng cung cấp oxy cho tất cả các tế bào thì mấy cái đó thuộc về y học mình không có nói nhiều mình nói về mặt khía cạnh năng lượng thôi thì nó có hai cái quan trọng đó. liên quan đến cái huyết đó, là thứ nhất đó, là nhiệt độ và vị cái thủy ở bên ngoài cũng vậy tất cả các thủy ở bên ngoài đều có nhiệt độ và có cái vị của nó ha thì máu của chúng ta nó cũng vậy nó cũng có nhiệt độ và có vị thì ở bên trong cơ thể chúng ta thì các bạn biết rồi ha cơ thể chúng ta chúng ta có nhiệt độ trung bình là khoảng 37 độ thì cái máu của chúng ta nó cũng có cái nhiệt độ <laughs> và nó có cái vị à, vị này là gọi là vị giác tức là cái vị thí à, dụ như chúng ta nhớ hồi nhỏ ở nhỏ chúng ta bị đứt tay chúng ta trong lúc mà cấp bách không biết làm gì chúng ta hay đưa vô miệng chúng ta ngậm lại để cho cho, cho máu nó bớt chảy ra thì chúng ta cảm giác nó có cái vị mặn Và nó tanh tanh đúng không à, thì ở đây để hiểu là cái vị là vị như vậy đó ha tức là cái cái máu cái huyết của chúng ta nó có hai cái yếu tố chính là nhiệt độ và vị rồi vậy thì cái nhiệt độ và vị này á, nó có được từ từ cái gọi là cái nguồn thực phẩm á, bên ngoài chúng ta ăn vào thì chúng ta ăn thực phẩm đưa thực phẩm từ bên ngoài vào á, thì sau khi tiêu hóa chuyển hóa thì nó chuyển vào trong máu nó sẽ sinh ra cái cái ổn định cái nhiệt độ và cái vị này à, dinh dưỡng mà không có cân bằng hoặc gặp vấn đề thì nó cũng ảnh hưởng cho nên chúng ta đôi khi chúng ta gặp những cái bệnh chúng ta cũng bị sốt nhiệt độ tăng lên hoặc là đôi khi chúng ta cũng bị hàng nhiệt độ xuống thấp đó là cũng ảnh hưởng bởi những cái bệnh liên quan tới cái thức ăn nhưng mà đang nói vấn đề này ha nói về về cái huyết nói về cái thân à, cái vị thì cũng từ những cái thức ăn đưa vào thì cái vị máu nó cũng có cái vị khác nhau đó thì nói về hai cái yếu tố quan trọng là như vậy đó thì chúng ta thấy chúng ta đi tiếp một cái bước nữa thì cái tạng á cái tạng chính yếu cái tạng chính yếu á mà liên quan đến cái thể thủy hay là cái máu trong người chúng ta đó là gan à, các mình nhắc lại ha, cái tạng chính yếu mà ảnh hưởng đến à, liên quan trực tiếp đến cái thể huyết trong người của mình đó, nó chính là gan cho nên các bạn thấy á, nhiều khi chúng ta ăn những cái gì mà mấy cái người mà gọi là ăn mà ăn đồ ăn gì mà bị bị dị ứng bị ngứa đó à nó ăn vào cái thức ăn mà nó không có tươi hoặc là nó bị nhất là mấy người ăn thí dụ như cá biển mà nó bị ương hay gì đó các bạn thấy ăn xong là lập tức à cái cái gan nó gặp cái chất độc đó ha, nó phản ứng ra ha, nó làm cho biểu hiện ra ngoài da bằng cái cảm giác ngứa ngáy ha, đó, đó, là nó báo hiệu cái gan mình nó báo hiệu đó. Máu nó nhận được chất độc thì cái gan mình nó báo hiệu như vậy. Thì uh, mình sẽ không nói nhiều về về vấn đề y học ha, cái đó nó không thuộc lĩnh vực của mình, mình chỉ uh, chia sẻ lại kiến thức mà thầy truyền dạy về mặt năng lượng thôi. Vậy thì uh, hôm bữa, hôm trước chúng ta nhớ là cái cái thể thủy này, cái máu huyết này. Nó liên quan đến cái cảm giác, nó nhận cảm giác và nó truyền cái cảm giác này về đầu não. Thì hôm nay bắt đầu chúng ta nói sâu về cái cảm giác liên quan đến cái thể huyết này ha. Vậy thì cái loại cảm giác đầu tiên á là những cái cảm giác ngoài da mà chúng ta tiếp nhận được từ cái nhiệt độ bên ngoài, về cái thời tiết á ví dụ như các bạn trời nóng quá ha, à, trời nóng trời lạnh này kia thì cơ thể chúng ta nó cũng cảm nhận được à, mát à, mát mẻ hay là lạnh buốt hay là à, ấm áp á, thì cơ thể chúng ta nó, nó cảm nhận được nhưng mà cái loại cảm giác này á, cảm giác từ cái thời tiết tự nhiên bên ngoài này á, thì nó lại không có lưu vào cái ký ức tức là cái loại cảm giác này nó không có gây hại à lúc nóng lúc lạnh thì chúng ta lúc đó có thể chúng ta khó chịu một cái lúc đó rồi xong rồi thường chúng ta quên đi nó không có lưu vào cái ký ức à, thì nó không có gây hại cái loại cảm giác tiếp theo á mình muốn nói á, và nó nó à, gọi là cái gọi là nhục dục à cái cảm giác gọi là nhục dục tức là liên quan đến à, sát thịt á à dục ở đây á các bạn hiểu là cái sự ham muốn nhục dục tức là sự ham muốn về sát thịt à, thì cái cảm giác này á, nó lại là một cái cảm giác à, nó dễ lưu vào cái ký ức và nếu như chúng ta không biết kiểm soát tốt cái ham muốn này á, à, được gọi là dục mà dục là ham muốn thì nếu chúng ta không biết kiểm soát tốt cái ham muốn này á, thì à, rất dễ à, tạo ra những cái à, nghiệp chướng rất là nặng bởi vì các cái thể nó liên thông với nhau. thí dụ như bây chúng ta thấy nhục dục hoa tạo hóa tạo ra con người có nam có nữ thì mục đích chính của cái việc nhục dục này là để cho chúng ta duy trì nòi giống à và có những người nếu như chúng ta không biết kiểm soát tốt cái nhục dục này chúng ta gọi là bị đam mê vào nó chúng ta bị nghiện nó thì à, nó sẽ đi ngược lại nó sẽ làm phá hoại cái cơ thể chúng ta mà chúng ta không biết thí dụ chúng ta thấy bây giờ á đó ngày nay thì nó dễ rồi các bạn thấy tất cả các y học mà cũng khuyến cáo con người chúng ta về cái việc nhục dục này nếu như mà lạm dụng quá thì ảnh hưởng tới sức khỏe mấy cái đó thuộc về sức khỏe rồi mình không nói nhưng mình chỉ nói về mặt nghiệp chướng nghiệp lực tại vì mình cái chủ yếu những cái bài giảng này để mình cho các bạn hiểu về năng lượng trong thiền định ha còn những cái gì thuộc về y học thì mình cũng không nói nhiều quá đâu có dù có cái nào mới á, thì mình trình bày thôi vậy thì các bạn thấy á cái thể thủy là cái thể thấp nhất khi mà một người á gọi là bị nghiện cái nhục dục này họ không có cái đầu họ không kiểm soát được thì nó rất dễ ảnh hưởng á, làm cho các cái thể khác á bị bị rung động thí dụ như một cái người bình thường họ họ chung thủy họ sống một cái đời sống vợ chồng bình thường á, thì cái nhu cầu à, nhục dục của họ nó vừa phải nhưng mà những cái người thí dụ như họ họ không kiểm soát được cái cái nhu cầu này thì rất dễ làm cho họ có những cái ý niệm sai lầm dẫn đến những cái việc gọi là tà dâm bên ngoài cho nên trong cái giới của nhà phật cái giới thứ tư không có tà dâm đây nó liên quan tới cảm giác này cho nên tại sao đức phật mới dạy chúng ta phải biết kiểm soát cái này à, nếu như không biết kiểm soát cái cảm giác này thì rất dễ dẫn tới phạm tội nghiệp chướng thì các bạn thấy nếu như mà cái cảm giác này nè cái cảm giác này mà không có kiểm soát được thì bắt đầu đó, khi mà một cái người dẫn đến vì vì ham muốn cái thể xác này họ đi tìm kiếm ở bên ngoài thì khi mà họ phạm một cái tội đó tức là họ tạo ra cái nghiệp chướng tà dâm á thì trong tâm trạng của họ sẽ xuất hiện cái tâm trạng lo lắng thường xuyên các bạn thấy không à, họ lo họ sợ họ sợ bị phát hiện thì từ đó bắt đầu đó, nó sẽ thay đổi cái cuộc sống của họ bởi vì họ làm chuyện sai mà, lương tâm cắn rứt mà, nghiệp chướng nhân tạo ra thì nó sẽ có cái quả như vậy. Thì họ họ dẫn dễ cái cuộc sống hôn nhân của họ sẽ càng ngày nó càng dẫn tới những cái đi xuống. Họ buồn, họ họ lo, họ sợ. À, đó là về tâm trạng tiêu cực đó. Rồi, từ cái cảm giác này nếu như à, cái mức độ mà gọi là nghiện cái cảm giác này càng lớn nữa nó sẽ dẫn tới cái ý nghiệp. À, nguy hiểm hơn là sẽ trong đầu á thường suy nghĩ tới những cái chuyện làm sao mà chỉ để thỏa mãn cái nhục dục này từ đó họ có thể dẫn tới những cái tội phạm liên quan tới nhiều thí dụ, dụ chúng ta thấy tội hiếp dâm à, hoặc là những cái người mà họ trong đầu họ chỉ làm sao mà họ nghĩ tới cái chuyện chiếm đoạt thể xác của người khác thôi bằng cách này hay bằng cách khác cho nên mình nói ra cái vấn đề này ở đây để mọi người hiểu nếu như nếu như chúng ta không biết kiểm soát chúng ta không hiểu những cái này chúng ta không biết kiểm soát nó tại sao nhà Phật hay các các vị tu hành đều đều nói có cái giới này à, thì mình mục đích của của cái những cái gì mình chia sẻ mình muốn các bạn hiểu để mà tu hành để mà tu tập cho nên mình phải nói vấn đề này là như vậy thì càng không kiểm soát được cái dục này cái ham muốn này thì nó càng làm cho các bạn lúng sâu vào nghiệp lực à, và nếu các bạn không kiểm soát cái này thì các bạn có ngồi thiền cũng khó lắm à, các bạn cái đầu của bạn nó bị kẹt ở trong những cái này á nghiệp lực này nó làm cho các bạn thứ nhất là các bạn sẽ bị tổn hao sức khỏe à, dục nhiều á thì tinh mất tinh mất thì sức cái, cái, cái sức khỏe các bạn đi xuống tại vì nó nằm ở cái thể cuối này cái thể huyết này á một khi mà nó rung động á thì toàn bộ các cái thể khác đều rung động, đều bị mất năng lượng hết. Các bạn có tưởng tượng ví dụ như cái cái sự sáng nó giống như là cái nguồn năng lượng á, à, thì nó nó truyền xuống tới cái thể huyết này nó phải đi qua thể điện à, đi qua thể khí à mới xuống cái thể huyết này. Thì nó đi cái độ dài, độ đường càng xa thì nó càng tiêu hao năng lượng nhiều. Và cái thằng cảm giác này á, khi mà nó khi mà nó rung động như vậy á thì nó làm cho tâm trạng cũng rung động và nó làm cho trí cũng rung động theo cho nên là giống như cả ba cái năng lượng đều hoạt động và nó càng tiêu hao năng lượng nhiều hơn cho nên cái người mà gọi là bị nghiện cái nhục dục này các bạn thấy những cái tội phạm á nó họ không có kiểm soát được cái nhu cầu cái ham muốn về cái thể xác á nó làm cho cái lý trí của họ lu mờ dẫn tới họ phạm tội à các bạn cứ tưởng tượng lý trí của mình cái trí khôn của mình chính là cái sự sáng đó Vậy các bạn cứ tưởng tượng ha khi mà cái cảm giác này nó rung động quá mức á thì nó sẽ cái sự sáng nó phải truyền năng lượng xuống thì khi đó cái sự sáng truyền năng lượng xuống thì cái trí khôn mình nó bị lu mờ đi à cho nên vì không kiềm soát, không kiểm soát không kiềm được cái cái ham muốn này à, lúc đó cái ham muốn nó 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 rung động lên tới tột độ rồi thì năng lượng từ cái trí khôn á nó nó truyền xuống như vậy thì cái trí khôn chúng ta nó bị lu mờ đi <laughs> cho nên dẫn tới cái việc là họ phạm tội hiếp dâm, à các bạn thấy cái chỗ này nó ghê gớm lắm nha, không phải đơn giản. Nếu các bạn không kiểm soát được cái việc này, thì dính nghiệp như chơi. À, ví dụ như họ làm được cái việc đó, họ có thể trốn được pháp luật thế gian, nhưng mà đâu có thoát được luật nhân quả, đâu có thoát được luật trời đâu. Rồi sau này cũng đọa địa ngục này kia thôi. À, tùy theo cái mức độ đó rồi đã, thứ nhất là mình nói về cái loại nhục dục này à, rất nguy hiểm nha các bạn phải chú ý cái loại tiếp theo mình muốn nói à, gọi là vị dục tức là cái ham muốn về cái khẩu vị ăn uống à, hầu hết mọi người không để ý này à, mọi người không biết cái này thì mình cho các bạn biết cái vị dục này nó cũng nguy hiểm vô cùng à, nó chỉ đứng sau nhục dục thôi à, nó chỉ đứng sau nhục dục thôi thì các bạn thấy bình thường khi sinh ra em bé nó đâu nó chưa có cái nhu cầu về vị giác nhiều nên các bạn thấy không ăn nó ăn các bạn cho nó ăn bột gì nó cũng ăn được từ nhỏ nhưng mà bắt đầu nó lớn lên chút cái các bạn tập cho nó cái thói quen ăn cái món gì á thì bắt đầu cái vị giác nó sẽ quen dần và nó sẽ bị gọi là bị nghiện á gọi là gần gần như vậy bị nghiện cái khẩu vị đó và dần dần á nếu mà không có kiểm soát thì nó sẽ trở thành cái vị dục à, vị dục dục là ham muốn vị là khẩu vị tức là ham muốn cái khẩu vị như vậy vì chúng ta thấy rõ ràng cái một cái đứa con nít á nó sinh ra các bạn cho gì nó ăn đó hồi nhỏ nó uống sữa nó ăn bột không à nó cũng lớn nhưng mà sinh ra nó đâu phải là nó sinh ra nó biết ăn thịt liền đâu à, ăn thịt là do người lớn chúng ta đưa cho nó ăn chứ nó đâu có biết gì đứa gì thì nó ăn đó thôi thì cái thói quen ăn thịt là do chính người lớn chúng ta cho nó ăn Và khi mà nó quen cái khẩu vị đó rồi Thì thịt trở thành cái cái món ăn cái món ăn yêu thích của nó Chứ trước đó nó không hề Không, không phải sinh ra để nó ăn thịt Nhưng mà cái thói quen đó là do, do người lớn chúng ta tạo cho nó à Thì cho nên các bạn thấy những cái đứa mà đứa trẻ mà thí dụ như những đứa trẻ mồ côi mà nó được nuôi trong chùa từ nhỏ đến lớn mà sư thầy mà mà ăn chay mà nuôi nó ăn chay thì nó cũng ăn nó quen thôi à tất cả cái đó đều do thói quen à chứ các bạn đừng nghĩ là 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 phải con người phải ăn thịt không phải đâu sau này để có thời gian mình sẽ làm một cái clip để cho các bạn biết con người chúng ta sinh ra và cấu tạo cơ thể con người chúng ta sinh ra không phải để ăn thịt hoàn toàn là để ăn ăn thực vật thôi bây giờ nói thì nhiều người không hiểu à chửi bới phỉ bán nữa thôi để clip khác nha thì nói về cảm giác vậy thì á cái cảm giác này tại sao mình nói nó nguy hiểm nè Ví dụ chúng ta không kiểm soát được cái vị dục này á, thì cũng dễ dẫn đến làm cho chúng ta gọi là bị bị phạm giới, bị tạo nghiệp. Bây giờ các bạn thấy vì thèm ăn thịt chúng sinh, á, ăn quen từ nhỏ rồi thèm, mà không bỏ được. À, nhiều khi, ví dụ như giờ nói đơn giản, hơn, mình thấy có nhiều người cũng là Phật tử, á, à, dù nói ăn tháng ăn chay mấy ngày, hay là nhà có chuyện gì đó, nhà có tan gia hay có gì đó thì cái tự nguyện nha nguyện tháng ăn chay mấy ngày đó để mà hồi hướng gì cho ông bà dù có người mới mất ví dụ như vậy thì nào giờ ăn thịt quen rồi thì tới cái ngày đó bắt đầu ăn chay chuyển qua ăn chay liền không không có quen rồi giống như đó, trong đầu thì thích nguyện, nguyện như vậy nhưng mà tới mà thí dụ như là tới cái nhà nào à có đám tiệc nào bắt đầu có thấy dọn ra mấy cái món uh, khoái khẩu à, à cúc roti hay là uh, Dịch quay gì đó thí dụ như vậy tẩm ướp hấp dẫn quá à. À mà bắt đầu cái bắt đầu cái cái vị dục nó nổi lên à nhiều khi thèm quá cái quên luôn cái ngày đó là là hứa ăn chay à cái vị dục nó nổi lên cái rồi cái gấp vô miếng cắn cái nhớ chết rồi hôm nay là mình ăn chay mà nhưng mà lỡ rồi rồi thôi ăn luôn. Đó dụ như vậy đó. Đó, mình thấy cũng có nhiều người á ăn chay, hứa ăn chay. Rồi cái bắt đầu cái uh, thèm quá rồi, ăn ăn được sáng tới buổi trưa tới đầu tới tối thèm quá đi. canh canh sau đó tới qua 12 giờ đêm. À, qua 12 giờ đêm để mà 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 ăn thịt lại Tại hứa ăn ngày đó mà giờ ăn thì sợ mang tội mà thèm quá chịu không nổi canh tới 12 giờ đêm mà có khi canh được có khi không canh được thì những cái gì mình nói này á mặc dù nó vui nhưng mà nó là sự thật á tất cả này mình là chứng kiến rồi á chứ không phải là mình ngồi mình bịa chuyện đâu ai có người thân chắc mình tin các bạn cũng thấy hoàn cảnh này rồi thì để các bạn thấy được cái vị dục này mà nếu như chúng ta không biết kiểm soát nó đó ừ, thì dẫn chúng ta cũng tới tạo nghiệp thôi thì chúng ta thấy bình thường ví dụ như biết là cái giới đó có nhiều người mình nói thật luôn mình chia sẻ về cái việc lợi ích của việc ăn chay này cũng lâu rồi có nhiều người biết chứ tức là trong đầu nó trội biết ăn cái này sát sanh tạo nghiệp á nhưng mà sao bởi vì cái vị dục này nó lôi cuốn nó rung động thì nó cũng ở thể thủy mà ở về thể dưới cuối mà thì cái sự thèm á khi mà bưng cái ví dụ như cái miếng thịt nó đã làm ngon quá, cái màu hấp dẫn quá, bắt đầu cái cái vị dục này á nó nổi lên. Thì nó cũng rung động như vậy thì cái lý trí á ban đầu là nói là không ăn. Biết là không ăn, biết là ăn cái này là sát sanh, ăn cái này là phạm tội, nhưng mà cái lý trí nó chịu không nổi, cái lý trí nó bị chi phối xuống rồi. Cái sự sáng nó phải truyền năng lượng xuống tại cái thân này rung động mà, khi mà thèm cái toàn thân rung động vậy á thì cái lý trí nó cũng bị lu mờ và càng lu mờ thì nó càng yếu đuối thì dễ dẫn tới hành động thôi đó càng ngày hôm nay các bạn hiểu hơn ha cái thể ở dưới cùng nhưng mà khi mà nó rung động lên thì sự sáng nó sẽ bị chi phối xuống thì nó làm cho đầu óc lý trí chúng ta bị lu mờ rồi thì dẫn tới phạm tội là vậy đó cho nên cái dục đó những cái gì mà thuộc về ham muốn mà nếu như chúng ta không có biết kiểm soát đó, à, thì nó dễ dẫn đến tạo nghiệp cho nên thật ra khi mà các bạn quen á, các bạn chuyển qua cái lối dinh dưỡng ăn chay rồi mà các bạn ngồi thiền nữa một thời gian thì cái việc ăn đối với bạn nó không còn quan trọng nữa. Tại vì khi các bạn ngồi thiền rồi á, các bạn có biết cách gọi là nạp năng lượng cho người mình nữa thì cái nhu cầu tự nhiên giảm dần. Cái đầu các bạn sáng ra, ngồi thiền càng nhiều thì cái đầu nó sáng ra, lý trí sáng suốt thì biết mấy cái chuyện mà 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 tạo nghiệp mà mà vay nợ đâu có làm. Nhưng mà chúng ta cái người bình thường thì họ chưa có biết tu tập cho nên là họ bị cuốn vào Sa đà vào những cái cái vị dục nhục dục này à, rồi vậy thì ba cái hình này mình nhắc lại ha có ba cái loại cảm giác mà chúng ta thường xuyên gặp tức là một cái loại cảm giác về thời tiết à, thì cái loại này nó nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á nó không có lưu vào ký ức không sao hết cái loại cảm giác thứ hai à, nguy hiểm là nhục dục và nếu như không biết kiểm soát nó thì rất dễ dẫn đến những cái nghiệp từ từ ý nghiệp từ à, khẩu nghiệp à, thân nghiệp à, đều tạo ra tài dâm á. À, hôm trước mình nói ha, thân nghiệp nó có à, sát sinh đạo tặc và tài dâm thì cái vị dục á vị dục nên ứng với cái sát sinh nè thèm ăn thịt chúng sinh quá là 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 chịu không nổi nè à, dẫn tới cái nghiệp sát nè rồi tài dâm là ứng với cái nhục dục này, không biết kiểm soát nè Đó còn đạo tặc thì nó 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 thuộc về cái ý tham mà từ từ dẫn xuống lấy đồ của người ta là nó thuộc về cái ý à, còn cái này nói về cái cảm giác à rồi đó là về phần cảm giác liên quan tới cái thể huyết à rồi bây giờ chúng ta nhìn cái sơ đồ này cái sơ đồ này thì nó trình bày về gọi là cái cái đường cong của cái thể chất đường công của cái thể chất thì ở phía trên màu cam á là nó biểu hiện cho người nam à, cái màu xanh ở dưới á, nó biểu hiện cho người nữ thì mình giải thích cái sơ đồ này sơ đồ này nói về giống như cái tuổi thọ trung bình tức là cái đường công vật chất của trung bình của thể chất của cái người nam và người nữ mình nói trung bình thôi nha à, chứ không phải là, là cho tất cả đâu à, trung bình thôi thì các bạn nhìn ở cái người nam ở phía trên màu cam á thì là cái đỉnh cao của nó là 32 thì các bạn thiết biết á cái gì mà nó đi lên tới cực đỉnh thì nó cũng đi xuống ha. À, cái 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 sức sống nào cũng vậy hết á, nó nó có cái thời hạn của nó. Thì đối với người nam á thì trung bình á là cái thể chất á nó đạt ở cái tuổi 32 à, nó sẽ xích vài năm trên cái đỉnh này thì qua cái đỉnh này thì bắt đầu đi xuống thì các bạn thử kiểm nghiệm lại coi cái cuộc sống của mình cũng vậy thôi đúng không rồi trẻ thì chúng ta chơi thể thao nhất là mấy anh để ý chơi thể thao à, trước 30 tuổi thì chơi thể thao thấy cái sức khỏe nó nó, nó tốt lắm nhưng mà bắt đầu qua 30 tuổi là bắt đầu thấy cái giống như là qua bên kia sườn núi rồi à, cũng chơi nhưng mà tự nhiên chơi thấy 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 mệt chơi đá banh mấy anh mà chơi vận động rồi tự nhiên cảm thấy là cái sức của mình nó không còn như hồi xưa cộng với cái văn hóa của cái người Việt chúng ta bây giờ á thì chúng ta mỗi ngày chúng ta đưa chất độc vào người quá nhiều bây giờ ăn cũng độc à, ăn thì ăn ăn động vật nhiều đó mình phân tích ở cái bài nghiệp sát rồi ăn thì chất độc rồi tới uống cũng độc luôn à, uống thì cũng độc à, bình thường trước uống nước lọc rồi thanh khiết rồi uống riết cũng chán rồi phải chuyển sang bắt đầu phải uống cái gì đó cho nó có màu uống cái gì đó cho nó có cồn uống cái gì đó cho nó lân lân mới chịu cho nên là ăn độc rồi giờ tới uống cũng độc luôn rồi tới giờ ăn uống rồi độc rồi thì cái 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 cơ thể nó xuống không nói đi giờ tới cái hít nữa à, bây giờ hít thở cũng độc luôn thì hồi trước thì bình thường hít không khí trong lành đúng không thượng đế ban cho tự nhiên rất là hay ha cho cái sự sống ha các bạn biết thì con người chúng ta thì thì hít vào oxy thở ra co2 thì thượng đế mới tạo ra cái thực vật à, thực vật cây xanh ha thì bây giờ cái cây xanh nó làm nhiệm vụ gì nó thu vô co2 nó tạo ra oxy đó cho sẵn luôn cho không khí sạch lọc giống như cái lá phổi của trái đất ha à, cho nên thấy thượng đế thương à, với cái con người à, cho đầy đủ tiện nghi vậy đó cho bầu không khí sạch vậy đó riết thì con người cũng phá hoại à, chặt cây đốn rừng rồi làm ô nhiễm môi trường phá banh cái lá phổi của thượng đế đi à rồi hít khí bụi đó thích vậy đó à, hít khí bụi rồi chưa kể chưa kể bắt đầu hít giống như hít oxy sạch riết cũng chán hay sao bắt đầu giờ phải hít cái gì cho nó có có nicotine chút xíu à hít vô cho nó lân lân chút xíu mới chịu cho nên rốt cuộc giờ sao à ăn thì cũng độc uống thì cũng độc bây giờ hít cũng độc luôn thì tự động các bạn biết cái hình này nó còn không đúng gì nữa rồi cho nên các bạn thấy bây giờ mấy cái người mà qua bên kia sườn dốc á em chưa khó đạt tới cái cái mốc mà 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 ấy lắm mặc dù y học hiện đại và chúng ta thấy không có lẽ ra phải sống thọ hơn mà càng ngày chúng ta thấy con người giờ chết trẻ đi mang những cái bệnh nan y chết trẻ do đầu độc cái cơ thể của mình ha thì phụ nữ thì ngắn hơn chút mà cái thể chất á nam thì đạt ở ba mức 32 phụ nữ thì đạt ở 28 nhưng mà trong thực tế thì cái này có khi dài hơn tại vì phụ nữ ít ít có ít có lao lực hơn đàn ông ít có ăn nhậu hơn đàn ông ít có hút thuốc như đàn ông à cho nên cái cái sơ đồ này mình chỉ nói là các bạn chỉ tham khảo nó ở cái mức độ gọi là trung bình bình thường nhưng mà bây giờ cái cái cái, cái gọi là cái văn hóa cái cách thực hiện cái cách dưỡng sinh của chúng ta nó không còn phù hợp không có đúng á thì uh, cái tuổi thọ càng ngày càng rút ngắn ha. À, bệnh tật đủ thứ đủ thứ bệnh nan y thì các bạn chỉ nên tham khảo cái sơ đồ này để hiểu gì à, cái thể chất của chúng ta nó chỉ lên tới một cái mức nào đó rồi nó cũng sẽ đi xuống và nó cũng nói lên cái quy luật gọi là sinh lão bệnh tử đó ít nhiều chúng ta nhìn này chúng ta nhìn qua con số để thấy một cái đời người à, chứ cái mục đích là đưa lên là như vậy để chúng ta nhìn cái đời người đó đi lên tới một cái đỉnh rồi cũng phải đi xuống, cái gì cũng vậy thôi. À, đó là quy luật của trời đất, quy luật vô thường. À, rồi là nó thuộc về thể, à, thể khí, à, thể huyết. Rồi cái thể à, tạm thời cái thể huyết thì chúng ta nắm những cái à, ý như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào cái thể tiếp theo, đó, đó là thể khí. Thì hồi nãy thể huyết á, thì cái tạng chính yếu nó liên quan đến à, cái thể huyết á, là gan bây giờ tới cái thể khí này thì cái tạng chính yếu nó là phổi à, phổi là cái nơi mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái à, cái thể khí này thì nói về khí á, thì nó có những loại bên trong ha mà bên trong chúng ta nó có những cái loại khí như sau à, đầu tiên nói về cái gọi là nguyên khí nguyên khí là gì à, nguyên khí á, là cái khí mà được truyền từ cha mẹ À, hay còn gọi là được di truyền đó. Tức là một đứa bé nó sinh ra nó sẽ được truyền cái nguyên khí này từ cha mẹ của nó. À chúng ta đang nói này là nói về nội khí á, à, cái những cái hệ khí ở bên trong á. Thì cái nguyên khí là được truyền từ cha mẹ ha. À, rồi cái loại khí thứ hai ở bên trong á nó được gọi là cốc khí cốc khí tức là cái khí nó được hình thành từ các cái loại ngũ cốc mà chúng ta ăn vào a à, cái mình nói lại ha các cái loại ngũ cốc chúng ta ăn vào thì nó cũng hình thành một cái hệ nội khí ở bên trong à, nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ khí bên trong của chúng ta loại thứ ba gọi là vị khí vị khí thì bao gồm các cái vị như là chua cay mặn đắng ngọt năm à, cái vị chính ha. chua cay mặn đắng ngọt thì à, cái vị khí này nó cũng được đưa vào bên trong từ những cái loại thức ăn mà chúng ta ăn vào ví dụ chúng ta thấy à, những cái loại quả đó chanh thì có vị chua mía thì có vị ngọt ớt thì có vị cay à, hủ qua thì có vị đắng à, có cái cái loại thì có vị mặn ví dụ như vậy vậy thì vị khí này hai cái điều này nói lên gì cốc khí và vị khí nói lên gì nói lên là những cái gì mà chúng ta ăn vào nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ nội khí của chúng ta à, mà các bạn thấy đây nè tại sao là cốc khí mà không phải là à, cốc khí ở đây là ngũ cốc khí mà không phải là thịt khí không phải là cá khí à, thì các bạn rõ ràng cái này cái, cái kiến thức này được truyền dạy, truyền đạt từ vị thầy giác ngộ ha thì các bạn thấy rõ ràng tại sao trong cơ thể chúng ta gọi là cốc khí tức là ngũ cốc chứ không phải là thịt khí tức là không phải nói về cái hệ khí được tạo lập từ từ thịt hay cá thì rõ ràng cơ thể con người chúng ta tạo hóa tạo ra không phải để ăn thịt đâu sau này các bạn tìm hiểu đi À, con người được tạo ra có cái thực phẩm riêng là thực vật à, tất cả các loại ngũ cốc các loại rau củ đó, thượng đế ban cho là đủ hết dinh dưỡng để cho con người chúng ta ăn rồi nhưng vì chúng ta không hiểu à chúng ta ăn 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 thịt chúng sinh khác cho nên chúng ta phạm cái nghiệp sát càng ngày chúng ta càng đi trái cái quy luật cho nên mới sản sinh ra ngày nay mới sản sinh ra nhiều cái loại bệnh tật hiểm họa như vậy do chúng ta làm trái quy luật thôi à rồi cái loại thứ tư à, gọi là không khí rồi Vậy thì trước khi nói về cái không khí ở bên nội khí bên trong á Thì mình cần giải thích một chút về cái sự tương quan của cái không khí bên ngoài Tại vì chúng ta hay nói không khí á à, Cứ nghĩ là bên ngoài ha Rồi thì mình sẽ giải thích một chút về cái bên ngoài Để các bạn thấy được cái sự tương quan giữa bên ngoài và bên trong Và càng thấy cái cơ thể chúng ta nó vi diệu tới cái mức nào ha Thượng đế tạo ở bên ngoài sao thì tạo bên trong chúng ta y chang Vậy không có khác gì hết trơn á Vậy thì không khí á, đầu tiên á, mình sẽ nói tới cái vùng cái vùng mà có cái không khí gọi là trong lành không khí thanh sạch thì người ta gọi cái vùng đó là vùng sinh khí à, mình nói lại ha ở bên ngoài cái vùng nào mà có có không khí trong lành à, thì cái sức sống á, nó sinh sôi nó nảy nở mạnh á, thì gọi là cái vùng đó là gọi là cái vùng sinh địa tức là cái vùng đất sinh địa cho nên ngày xưa nói tới cái này đụng chút tới phong thủy nè nên ngày xưa tại sao các cái vị thầy phong thủy ngày xưa thì gọi là các thầy địa lý chứ không phải là chưa có cái tên thầy phong thủy đâu hồi xưa gọi là các thầy địa lý là những cái người mà họ am tường vào các cái thế đất này nè cái thế sông thế núi thế đất này nè họ biết được họ có những cái cái phương pháp để họ nhận biết được là cái vùng đất nào nó có nhiều cái sinh khí các bạn trong phong thủy thì nghe sinh khí ha đó là chính đó đó thì cái vùng đất nào có nhiều sinh khí á chúng ta có cái câu nữa là đất lành chim đậu đó đó thì họ sẽ tư vấn cho triều đình hồi trước thì chỉ có vua chúa vua quan là mới mới có gọi là À, gọi là vua quan thì mới có điều kiện để mà mời các cái thầy địa lý tư vấn thôi mà dân nghèo thì cũng không có, không có biết cái này đâu nhưng mà à, thời đó thì họ làm cái phong thủy là họ làm cái gọi là cái đại trạch à, họ làm phong thủy cả một cái vùng tức là họ chọn cái nơi mà mà thế núi thế sông cho cả một cái vùng rộng lớn để tư vấn cho nhà vua để lập kinh đô cho nên à, cái, cái 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 vùng đó là cái vùng sinh địa à, tạm hiểu như vậy À, đó rồi nói về về phong thủy đó các bạn nghe từ sinh khí đó nó là nó đó sinh địa đó thì cái vùng đất nó có nhiều cái sức sống à, oxy nhiều à, trong lành nước sạch à, à, nhiệt độ này kia các cái điều kiện đó ôn hòa đó, nó không có quá khắc nghiệt rồi cái vùng đất thứ hai trái với sinh địa thì chúng ta gọi là vùng tử địa à, tử địa là sao ví dụ như cái vùng đất mà cái sự chết chóc nó nhiều cái 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 không khí âm u nhiều cái âm khí nó nhiều thì ví dụ chúng ta thấy bây giờ ngày nay á, thì những cái vùng gọi là nghĩa trang nghĩa trang nghĩa địa nơi mà chôn cất người chết nhiều á, thì cái âm khí nó nhiều cho nên tại sao trong phong thủy cũng kêu là chúng ta đừng có mua nhà gần nghĩa địa đó vì cái âm khí nó nhiều cái tử khí nó nhiều khí của xác chết nó nhiều á thì ngoài ra cái đó là những cái nghĩa trang là do con người tạo ngoài ra trong thiên nhiên á nó còn có những cái cái thời lịch sử con người nó có những cái nơi mà nó xảy ra những cái trận chiến à, mặc dù nó không phải là nghĩa địa nhưng mà nó xảy ra cái trận chiến chiến tranh á thì những cái vùng giao tranh như vậy thì cái người chết ở đó cũng rất là nhiều à, và đôi khi họ chết ở cái đó thời xưa mà đâu có đâu có chôn cất gì đâu rồi cái cái thay của họ, cái xác của họ nó phơi ra đó. Và cái linh hồn của họ nó không không siêu thoát được á à, thì nó cũng vất vưởng vòng vòng đó. Thì nó hoặc là những cái nơi xảy ra những cái trận địa chấn, thiên tai động đất mà cái cái lượng người chết nhiều quá. tập trung vào một cái vùng đó như vậy đó thì những cái oan hồn của họ cũng không có siêu thoát được. Thì cái vùng đó tạo thành gọi là cái vùng tử địa, à, cái cái oan hồn, cái tử khí của họ nó cứ vất vưởng xung quanh cái khu vực đó gọi là tử địa à, thì cái vùng đất này thì nó không có phù hợp cho cái sự sống cho nên là những ai mà sống gần những vùng đất này cái thời gian dài nó dễ dẫn tới cái bệnh tật à, hoặc là những cái bệnh mà mà y học không có chữa được à, sau này mình có những cái gì mà những cái clip khác mà liên quan mình nói tới gọi là có những cái bệnh gọi là bệnh ma làm á cái bệnh ma làm nó ngộ lắm cái bệnh ma làm á mà bình thường ở nhà vậy bị bệnh nha đi khám bác sĩ nó không có ra bệnh gì hết trơn lên khám mọi chỉ số đều bình thường hết á nhưng mà về nhà lại bị bệnh tại vì nó bị tác động bởi một cái nguồn năng lượng khác ở bên ngoài ở nhà ở vào cái vùng đó thì nó tác động à, còn đi khám bác sĩ thì nó không tác động cho nên lúc khám không, nó không có lòi ra bệnh gì hết trơn á hay về ở nhà đó lại bị bệnh nó vậy đó à, nên là cái tâm linh này nó huyền bí lắm các bạn hiểu rồi á các bạn À, biết rồi các bạn hiểu rồi các bạn sống hài hoài nó lắm còn các bạn mà không hiểu cái này á các bạn dễ dính vào những cái cái mê tín á nguy hiểm lắm dễ bị người ta dẫn dụ đi bị dính vô xài ba cái tà thuật trừ tà trừ yêu dùng tha lực lẽ ra nếu mình hiểu mình tự thân mình có thể hóa giải được nhưng vì mình không hiểu bắt đầu cái mình bị những cái chúng sinh mà à, ở cái cõi thấp Mà ma quỷ nó dẫn dắt đi thậm chí atula cũng có nhiều atula ác lắm nó xuống nó sưng này sưng kia nó kêu chúng ta cúng này cúng kia à, càng ngày càng lúng sâu vô cái nghiệp lực mà không biết à, thôi cái đó anh nói ở cái chuyện khác clip khác rồi thì cái loại thứ ba à, nữa à, gọi cái vùng đất mà gọi là linh thiên à, thì những cái vùng đất mà linh thiên á thì người ta gọi nó là linh địa thì những cái vùng đất này thường á là nó nằm ở những cái nơi núi cao hoặc là những cái vùng đất mà nó có hội tụ những cái uh, cái cái năng lượng uh, trời đất nó hội tụ lại á. Thì thường những cái chỗ này các bạn thấy những cái uh, người ta những cái người tu hành á người ta biết được á, những cái vùng đất này á người ta chọn nó để người ta làm cái nơi tu hành nhiều, gọi linh địa những cái công trình mà gọi là công trình mà kiến trúc mà mà tu hành mà thời cổ thường là người ta chọn những cái thế này hay lắm á. À, hoặc là những cái vùng núi cao cái linh khí nó hội tụ nhiều á, những cái người tu hành tự động mà, à các cái vị hướng dẫn á họ lên đó, họ tìm, họ 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 lập cái nơi họ tu hành. À, những cái người tu hành chân chính là được đều có các cái vị chỉ dẫn hết trơn à mà chỉ cho tới chỗ nào chỗ nào đó lên đó lập cái nơi để mà tu hành để mà còn ảnh hưởng tới cả một cái vùng đó sau này nữa à, gọi là linh địa thì cái này là nói về bên ngoài à mà hồi nãy mình cũng nói là cái không khí này đầu tiên mình phải miêu tả ở bên ngoài để các bạn dễ hình dung thế nào là sinh địa thế nào là tử địa và thế nào là linh địa rồi vậy thì bắt đầu mới quay vô bên trong mình quay bên trong mình thì thượng đế tạo ra con người chúng ta cũng tuyệt vời y chang như vậy đó. thì trong người chúng ta nó cũng chia ra làm ba phần y như là ở bên ngoài vậy đó. thì cái vùng thứ nhất á từ cái cổ xuống tới cái chấn thủy à, ngay chỗ cái cái giữa ngực gọi là chấn thủy từ cái vùng cổ xuống cái chấn thủy á thì chúng ta gọi cái vùng đó là vùng thượng tiêu. rồi cái vùng thứ hai từ chấn thủy tới rúng á chúng ta gọi là trung tiêu và cái vùng thứ ba là từ rúng trở xuống thì gọi là hạ tiêu thì bây giờ nó tương đương như cái vùng thượng tiêu á nó từ cổ tới chấn thủy á thì là cái nơi nó sẽ chứa đựng nhiều cái thanh khí nhất thì cái phổi chúng ta nằm đó đó thì khi chúng ta hít không khí ngoài vào thì cái oxy ha, chúng ta hít cái oxy vào thì nó sẽ chứa đựng đầu tiên ở trong cái phổi này nè thì rõ ràng là cái vùng thượng tiêu này là cái nơi chứa thanh khí à mình nhắc lại ha thượng tiêu là cái nơi chứa thanh khí thì phổi nằm ở cái vùng này thì khi mà chúng ta hít hít không khí vào tức là hít oxy sạch vào á, thì nó sẽ chứa ở trong cái vùng này đầu tiên rồi trung tiêu từ trung tiêu là bắt đầu á, tới cái, cái khí nó xuống đây á gọi là trượt khí rồi à, khí sạch sau khi vào à, xuống tới đây là bắt đầu à, ở trong cái vùng trung tiêu này nó chứa gì chứ à, nó chứa cái bao tử nè à, nó chứa cái ruột non nè nên chúng ta thấy cái thức ăn ấy, khi chúng ta ăn vào thì xuống khi mà mới ăn ấy, chúng ta hít được cái mùi thơm hương thơm của cái thức ăn ấy, thì cái phổi nó nhận được cái hương thơm này nhưng mà khi bắt đầu thức ăn nó xuống dưới cái bao tử rồi thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ làm việc nó tiết ra những cái chất để mà tiêu hóa thì bắt đầu cái quá trình tiêu hóa này thì những cái 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 khí trượt này bắt đầu nó bốc lên thì bây giờ dễ hiểu vì sao các bạn thấy nhớ lại những cái người hoặc là con chúng ta đi con chúng ta nhỏ à, khi mà nó uống sữa vô á nó không tiêu hay gì đó nó ọc nó ra thì lúc đó chúng ta nghe cái mùi nó rất là tanh hoặc là những cái người mà họ hoặc là chính chúng ta chúng ta thấy khi chúng ta ăn cái gì không tiêu mà chúng ta ói ra thì nó bắt đầu chúng ta nghe cái mùi tanh hôi lắm tức là cái thức ăn á vào cái giai đoạn này bắt đầu trong cái chu trình nó gọi là nó đang phân hủy á, thì nó sinh ra cái trượt khí á trượt là dơ ha, làm quen với cái từ ha thanh là sạch còn trượt là dơ thì cái khí bắt đầu nó sinh ra những cái khí dơ à, à, à những cái khí dơ nó sinh ra bắt đầu nó có cái mùi hôi à. rồi bắt đầu xuống tới hạ tiêu à, tức đầu xuống tới ruột già nằm dưới thì tiếp tục à, tiếp tục nó tiêu hóa dần dần xuống dưới thì bắt đầu nó sinh ra ở dưới này là cái gọi là cái cái độc khí à, cái mức độ ở dưới này là là cao hơn là độc khí À, cho nên cái độc khí cái trượt khí thì nó có cái mùi hôi mùi tanh còn độc khí thì nó có cái mùi thối cho nên các bạn thấy bắt đầu xuống tới ruột già rồi là thì là những cái chất bã những cái độc khí cần phải thải ra ngoài xuống dưới nó nó thải hết cơ thể chúng ta là một cái bộ máy cực kỳ vi diệu các bạn thấy không ăn vào bắt đầu rồi nó 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 tiết ra cái chất để nó tiêu hóa rồi những cái chất gì mà độc hại nó đẩy ra ngoài hết thì ở đây là nói tới hai vùng ha, mặc dù trên cơ thể chia ba vùng, nhưng mà một vùng sạch nè, một vùng dơ và một vùng độc. Giống như hồi nãy chúng ta nói có cái vùng sinh khí à, sinh địa, tử địa, thấy không? Trong người chúng ta cũng y chang. Còn linh địa nằm ở đâu? Linh địa nó nằm ở trên đầu của chúng ta nè. Cho nên hôm trước mình nói cái phần à, năng lượng tiên thiên đó các bạn nhớ lại ha, cái thể sáng và điện đó nó nằm ở đầu não của chúng ta đó. Cái thể sáng và điện đó, nó nằm ở đầu não của chúng ta thì ở trong đầu chúng ta là cái nơi mà chứa đựng linh khí đó đó bắt đầu các bạn mới thấy ha cho nên tại sao cái cơ thể chúng ta được cấu tạo ý như là y như là bên ngoài nó không khác gì trơn cái phần cao nhất này là cái nơi mà chứa đựng linh khí rất là nhiều đó cho nên cái đầu chúng ta phải hiểu ha phải dùng nó để mà tu luyện cái dùng nó để mà phát huy để cái linh khí này nó hoạt động nếu còn hầu hết mà chúng ta không hiểu qua chúng ta sống một cái đời sống nó chỉ là dùng những cái phục vụ cho những dưới nhục thân không à, à cái tâm nó cũng nằm tâm trạng thì nó cũng nằm ở phần thơ nhục thân à, rồi cái thể huyết thì nó nằm ở khắp thì nó cũng nằm ở dưới nhục thân còn cái đầu não cực kỳ quan trọng là cái nơi mà chứa đựng linh khí chứa đựng năng lượng tiên thiên hầu hết ít có xài dùng cái đầu để toàn là nghĩ những cái chuyện độc ác không à, cho nên là cái, cái chúng ta đánh mất đi cái cái gọi là cái sự linh thiêng của mình à, hầu hết á, chúng ta có cái tánh linh đó con người chúng ta sinh ra ai à, nhân chi sơ tính bản thiện à. À, nhớ cái chỗ mà tư tưởng nó có hai nhánh thiện và ác á. sinh ra là chúng ta có cái sự thiện lành nhưng mà bắt đầu cái môi trường sống á, hầu hết chúng ta cứ sống chúi nhủi vào những cái thể bên dưới này nó làm cho cái cái bắt đầu cái ác nó sinh ra hồi nhỏ sinh ra chỉ có tính thiện thôi chúng ta thấy con nít nó vô tư lắm nó đâu có biết ganh ghét đố kỵ gì đâu nhưng mà do cái môi trường sống và do cái cách dạy dỗ của chúng ta từ nhỏ nữa ở đầu chúng ta tạo cho nó ra bước ra cái môi trường á bắt đầu có nó học nó học được những cái tánh chúng bắt, bắt đầu chúng ta thấy nó lớn lên chút xíu rồi bắt đầu bắt đầu nó biết hơn thua nó thấy bạn nó có cái này nó không có bắt đầu nó có cái sự ganh ghét đố kỵ đó những cái tính đó nó học từ cái môi trường chứ bản chất nó không có sẵn vậy nó có một phần thuộc về nghiệp lực sau này mình nói à nhưng mà chính cái môi trường á chính cái môi trường sống và cái cách mà chúng ta à, giáo dục nuôi dạy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái à, cái à, cái sự ảnh hưởng tới cái cái à, suy nghĩ à, suy nghĩ hành động của nó sau này à, cho nên là các bạn chúng ta quan tâm giáo dục đến con cái từ nhỏ à, nó rất là quan trọng là gì á ha rồi thì các bạn nhìn thấy cái này không nói về không khí á, chia ra những cái phần như vậy các bạn nắm được cái phần này để thấy được cái sự tương quan giữa con người chúng ta và ở bên ngoài như thế nào. Rồi cái loại khí tiếp theo đó, gọi là tâm khí. Thì tâm khí này mình sẽ phân tích à, riêng về cái tâm khí này như sau ha. Cái tâm khí này gọi là khí được tạo ra do tâm trạng mình nói lại ha, cái tâm khí này là khí nó được tạo ra cho tâm trạng. thì cái tâm khí này đầu tiên nói về cái vui. thì cái tâm trạng vui của chúng ta nó sẽ ứng với cái cái phổi. À, khi mà chúng ta vui vẻ các bạn để ý nè, khi chúng các bạn vui vẻ nhẹ nhàng á, thì tự nhiên cái các bạn cảm thấy cái uh, cái lồng ngực các bạn nó dễ chịu lắm khi đó các bạn hít vào cái không khí các bạn cảm thấy tràn đầy oxy ha các bạn sống trong những cái giây phút rất là là hạnh phúc à, khi các bạn vui á, thì cái phổi á, giống như nó đón nhận toàn bộ oxy các bạn cảm thấy thoải mái lắm rồi cái tâm trạng thứ hai á, gọi là mừng à, vui mà mừng là cái mức độ cao hơn ha nó đột ngột hơn ha thì cái mừng này nó ứng với cái tim thì vui với mừng này là các bạn nhớ ở cái thể 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 khí cái tâm trạng như trước mình nói nó thuộc về tình tâm trạng tích cực nhưng mà nếu như vui quá cũng không tốt và mừng quá cũng không tốt nha mình thí dụ nè ví dụ chúng ta coi những cái gì là à, coi coi đá banh đi ở Việt Nam chúng ta yêu đá banh chúng ta thấy coi đá banh mà ví dụ chúng ta hồi hộp quá coi mà hồi hộp mà tới ví dụ như lúc mà shoot vào cái bàn thắng và phút cuối hay là cái gì đó đó mà chúng ta giống như chúng ta mừng mà chúng ta vỡ hòa quá thì lúc đó tim chúng ta nó lại bị bóp nghiện đó nha các bạn để ý khi mà gọi là mừng quá một cái cái gì mà giống như là à, sắp thua mà được thắng hay là sắp chết mà được cứu đó, thì tự nhiên cái cái mức độ mừng mà, mà quá mức á thì cái tim các bạn nó sẽ bị bóp nghiện lại một cái các bạn à, mừng quá cũng nguy hiểm lắm đó nha à, cho nên thấy à, vui với mừng nó tốt thiệt nhưng mà nên điều làm sao cho nó nhẹ nhàng, vui cũng đừng vui quá mà mừng cũng đừng mừng quá À, mặc dù nó tích cực. À tức là tốt quá, bổ quá thành hại á chúng ta hay nghe cái này ha. À, cái gì nó cũng phải vừa phải thôi. Rồi, cái tâm cái tâm khí kế tiếp á là nó ứng với cái tâm trạng giận á thì giận nó lại ảnh hưởng tới cái gan. Mình nói lại vui ở phổi, mừng ở tim, giận ở gan vậy thì thường xuyên nếu như chúng ta có cái tâm trạng giận á thì nó sẽ cái cái tạng bị ảnh hưởng á, nặng nề nhất chính là gan các bạn càng giận nhiều á thì ảnh hưởng tới gan à, phần sau cái clip khác mình sẽ nói về tâm bệnh á để các bạn hiểu về cái này sâu hơn tại vì mình đang nói về cái tâm khí nè và từ cái tâm khí này nó sinh ra tâm bệnh nè thì mình sẽ nói ở cái clip khác clip này thì nó bao quát để các bạn nắm cái hình dung ha vậy thì giận á nó ứng với cái gan nha à, giận là ảnh hưởng tới gan đó rồi lo thì nó làm ảnh hưởng đến cái tỳ của các bạn tỳ là cái lá lách á, nó nằm kế bên cái dạ dày à mình nói lại ha lo nó ảnh hưởng đến cái tỳ của các bạn vui ở phổi mừng ở tim giận ở gan lo ở tỳ và cái tâm trạng cuối cùng á, là cái tâm trạng sợ à sợ thì nó ảnh hưởng đến thận thì các bạn nhớ lại năm cái loại tâm trạng chính này nè vui mừng giận lo sợ là có phải hôm bữa mình mình chia sẻ ở cái phần à, cái thể khí không nó có hai nhánh đó nhá nhánh trên là vui mừng gọi là tâm trạng tích cực à, và cái nhánh ở dưới là tâm trạng tiêu cực là giận lo sợ thì các bạn thấy rõ ràng mỗi cái tâm trạng nó đều ảnh hưởng tới một cái tạng à, vui mừng á nhẹ nhàng thì không sao tốt à, nhưng mà giận lo sợ là tâm trạng tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng ha, gây tiêu cực đến những cái tạng ở bên trong người các bạn thì từ đó nó sẽ dẫn đến bệnh tật thì mình sẽ nói về bệnh tật ở cái clip tâm bệnh khác ha đó thì các bạn nắm tới cái chỗ này hình dung ra tâm hồi nãy mình nhắc lại khí nó có năm loại ha là nguyên khí cốc khí vị khí không khí và tâm khí rồi khi khai thác vào tâm khí nó lại có năm cái loại nữa là bao gồm vui mừng giận lo sợ chính là những cái tâm trạng nó tạo nên cái tâm khí này à, và nó ảnh hưởng từng cái loại tâm trạng nó sẽ ảnh hưởng đến một cái tạng ở bên trong cơ thể các anh chị từ đó nó sẽ dẫn đến à, sự mất cân bằng À, hay là dẫn đến bệnh tật ở bên trong thì à, cái clip này tạm thời mình dừng ở đây à, để phân tích về à, hai cái loại là khí và huyết à, khí và huyết à, tức là à, nói về tâm trạng và nói về cái cảm giác thì à, các cái clip sắp tới á, à, nó sẽ đi sâu hơn về phần này clip sắp tới mình sẽ nói về tâm bệnh hoặc là nói và còn cái phần quan trọng nó nói về hồn vía thần à mình biết cái này nhiều người mà quan tâm tới cái này rồi tạm thời cái clip này mình dừng ở đây xin chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn các bạn ở clip kế tiếp nha